À, chích lỏ của con Gravet ha. Đấy anh em, anh em đứng sát tường á, e lẹ hơn. Nhưng phải tường dày nhá. Anh em đừng đứng mấy cái tường mà gọi là e phát bay qua tường đó, ví dụ tường này nè. Đó, đứng đây nè. Không e vậy. Thực hành sai anh em ơi, thực hành sai. Không nghe như pha vừa rồi nhá, e như pha khác á, e vừa rồi là sai á. Tốc biến này. Mù nè. Xong rồi. Đi, ok. Ờ, kéo về. Phải kè là muốn kéo về để giết Khánh, diễn viên đâu. Thỏng rồi, quay này nặng lắm luôn á, quay tao đùng á, sao tao thắng ai đi, còn hiêu mà không dùng. Như nghe Diu diễn viên thật đấy ha ấy, không thấy nói gì, chơi game lạnh lùng. Level 1, không hưu cho xúc luôn tin không? Ờ, có hưu, xong rồi chết. 15-0 à, 15-0, áp ca luôn cũng được. Ây ạ. Thằng Lee Sin nó cắm ra 3 con mắt để Khánh bắn trượt ạ. Thằng Lee Sin nó cắm ra 3 con mắt để Khánh bắn vào mắt. Má, nó thật sự là nó có cái ý tưởng nha. Ồ, tay 3 con mắt. Ây ạ. Lệ trường tao biết ngày lai gì quá nha. Này lai gì quá nha. Hết hồn à. Đi về ăn nét mà đồ đâu ra ăn luôn con phi kè. Thợ săn tiền thưởng ha. Lụm tiền. Ây. Thấy trong mùi nó có cái gì nhỉ? Ủa? Hôm nay Khánh thấy ta? Hả? Ủa sao mà Khánh thấy cái gì trong bụi ta? Ơ Khánh thấy có cái gì trong bụi á, nhưng mà kiểu không thấy con Lee Sin. Con pet đúng không? Con pet hay là cái gì? W Lee Sin con pet hay là cái gì? Nói chung Khánh không nhìn kịp là cái gì. Khánh chỉ thấy cái gì thôi chứ không biết cái gì là cái gì. Nice, đấy là sức mạnh của kiếm Ayumu á. Kiểu như là nếu mà không có kiếm Ayumu mà mình chạy kiểu đấy lên á, không giết được. Kiếm Ayumu là một cái gì đấy mà nó khỏe trong rank. Nó khỏe trong rank. Đánh giải mình không chắc. Trong rank nó khỏe. Cứ lâu lâu là mình lại có một cái cơ hội để mình gank vậy đó. Mà kiểu những tình huống gank nó sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều với kiếm Ayumu. Đây ha, đứng góc này ha, xong e thẳng ở đây ha. Nó sẽ bắn liền. Đó, 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 chích lỏ ha. Nãy mình giới thiệu mà mình fail á. Rồi mình làm lại. Thằng này level 7 ở đây, mình level 5 rồi. Chuyện gì xảy ra với bot này? Vừa ăn xong rồi nhiều khi đang ăn rồng không? Cái con rồng kìa, đó, đó, đó. Xin con rồng cái ha. Không xin được rồi. Thì Khánh nghĩ Khánh tốc biến là Khánh ăn được rồng á. Khánh dùng e thì hơi chậm. Ví dụ cái tường này chúng ta có thể dùng chích lỏ ha, e sát tường ha. Thì tiến dùng chích lỏ chi mất e này. Ok, nice. Chạy được luôn. Flash chi vậy hả? Ủa, không flash ăn quy con pike, ăn quy con fit là chết á. Hai quy thì chết thì cần chi nhiều đâu anh em ơi. Mà mình chết thôi đừng nói á. Nhiều khi là mình sẽ làm liên lụy đến thằng mid á. Ui à. Hay Lee Sin W lên đánh thường cái quy e em fit. Nãy sử ha. Mặc dù nó không giống như Khánh nói. Ui. Tỷ lệ chí mạng có 20% thôi mà nãy giờ nổ bùm bùm liên tục ạ. Nên thế nhờ tí ra bắn người nhiều khi là không chí mạng phát nào. Khánh thấy cái combo đồ này của con Gravet đánh rất là hợp với Khánh. Kiểu như là Khánh thích cái tốc độ di chuyển ấy. Khánh thích những vị tướng mà có thể tận dụng cái khả năng cơ động đến từ tốc độ di chuyển để tạo ra những tình huống ganh hoặc là chạy. Cả nó đánh thì nó cũng dùng nhiều cái hit and run đòn đánh các thứ á. Nó rờ. E tốc biến này ha. Làm sao mà giật e được đây. Này dùng Lee Sin nè, dùng Lee Sin nè, đi ở đây. E quỷ
bạn đã tự hạn chế quyền sử dụng chat, những người chơi khác trong đội của bạn sẽ được nhận được thông báo. Tốt nhất là nên vậy. Những lúc như này chúng ta cần nở một nụ cười thật tự tin và đừng có nói gì cả. Như là mình đang hơi chiêu chiêu thì phải. Team Khánh đang cần Khánh. Vậy thì Khánh xuất hiện đây. Một pha highlight đi nào. Bum. 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 À đây hết máu, à đây hết máu, à đây hết máu. Ai. Ngài láo, thải láo. Vì kè. Kéo hay. Thấy con lắc là không có quy có e gì ha. Trên đâu làm bi kè nó kéo mình về ha anh em ha. Rồi đi. Ai à, bắn không chết thằng bi kè đó. Kiểu mình tính xuống quy được hai thằng bi kè và Lee Sin á. Không trúng bi kè. Ai sao? Mắt không? Nãy sợ. Đi kè kèo Khánh đi. Đi kè kéo nữa ha. Kéo hoài. Kéo hoài. Ây da. Kéo đi Kitty à. Không kéo. Kiểu nó kéo cũng chết, không kéo cũng chết. Thế nhìn nó tội thật sự. Nó bị chết vì nó kéo mình nhiều quá rồi. Trên con xe nó có cái gì tím tím như Baron đấy. Né, anh Trần vẫn né với tôi. Có ai xuống hả? Tôi về. Về đừng giết tôi, làm ơn đi. À, lộ rồi. Lại là Big Air. Ảnh làm sao ấy, ảnh vi kẻ làm sao ấy. Không liên quan gì đến việc ảnh làm nhé. Ây da, không kịp rồi. Ây da, đi hết rồi mọi người, đi đâu hết rồi mọi người, đi đâu anh cho Khánh đi nhớ ơi. Ui, tọc cái chết rồi. Trời ơi. Lại kéo ảnh, lại kéo. Khó chịu nha, khó chịu nha. Anh kéo chết tôi rồi. GG. 9 clip ha.